dấu hiệu hải quân và không quân Mỹ đã sẵn sàng ở Biển Đông và Hoa Đông. Bài viết do Hương Thảo biên dịch Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ mới đây thông báo rằng hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đã quay trở lại hải cảng Yokosuka của Nhật Bản vào ngày 14 tháng 11 năm 2020 sau 6 tháng hoạt động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cho biết rằng phi hành đoàn sẽ duy trì mức độ huấn luyện cao cấp và sẵn sàng chiến đấu để ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong khu vực. Eo biển Đài Loan và biển Đông dường như vẫn đang nóng. Đại úy Fred Goldhammer, sĩ quan chỉ huy của hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cho biết, sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Ronald Reagan là yếu tố then chốt giúp bảo đảm với các đồng minh và đối tác trong khu vực rằng Hoa Kỳ vẫn cam kết bảo đảm quyền tự do trên biển. Hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ quay trở lại hải cảng Yokosuka có phải là chiến lược mới của tân bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ hay không? Theo AP Times trích dẫn thông tin cho biết, ngày 15 tháng 11 năm 2020, một trang web giám sát hàng không dân dụng cho biết, trên không phận phía tây nam của Đài Loan, máy bay quân sự của Trung Cộng đã sử dụng tần số khẩn cấp để lên tiếng rằng: "Các người đã vào không phận của chúng tôi, hãy rời đi ngay lập tức nếu không sẽ bị đuổi." Việc tuyên truyền được lặp đi lặp lại nhiều lần và áp dụng phương thức hỗn hợp tiếng Trung Hoa và tiếng Anh. Theo phân tích sự việc này nhằm vào máy bay quân sự của Hoa Kỳ. Đáp trả lại thì chiếc máy bay quân sự của Mỹ trả lời rằng họ đang bay bình thường trong không phận quốc tế. Một tổ chức tư nhân khác tiết lộ rằng vào ngày 16 tháng 11 2020, một chiếc máy bay trinh sát điện tử RC-135W của quân đội Hoa Kỳ đã cất cánh từ căn cứ Kadena ở Nhật Bản vào Biển Đông để thực hiện một chiến dịch trinh sát tiếp cận. Hợp tác cùng với một chiếc phi cơ tiếp dầu của không quân Hoa Kỳ ở trên vùng trời phía tây nam Đài Loan. Sau khi hoàn thành các hoạt động tiếp dầu ở trên không thì nó dường như hoàn toàn không bận tâm đến sự quấy rối của chiếc phi cơ quân sự Trung Cộng ngày hôm đó một phi cơ yhsw của trung cộng cũng đã tiến vào vùng trời tây nam của đài loan cùng ngày thì một máy bay trinh sát tầm cao u2s của hoa kỳ được cho là đóng tại hàn quốc đã tiến vào hoàng hải để trinh sát hiện thì quân đội hoa kỳ chưa xác nhận thông tin trên và theo epic times thì họ sẽ không chủ động xác nhận nếu những thông tin trên là chính xác Điều đó cho thấy rằng sau khi tân bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller nhậm chức, quân đội Mỹ dường như đang điều chỉnh lại chiến lược của mình. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu sự xuất hiện liên tục của máy bay quân sự Hoa Kỳ trên vùng trời Tây Nam của Đài Loan có phải là một phần của chiến lược mới hay không. Bước sang tháng 11, eo biển Đài Loan chuyển sang khí hậu mùa đông, nhiệt độ giảm xuống, sóng lớn, hướng gió chủ yếu là gió đông bắc thời điểm thuận lợi cho các hoạt động đổ bộ vào eo biển Đài Loan đã qua đi và nguy cơ xảy ra chiến tranh quy mô lớn đã trở nên thấp hơn. Vào thời điểm này thì việc hàng không mẫu hạm Mỹ điều động ở eo biển Đài Loan là không nhất thiết, mà họ có thể neo ở hải cảng Nhật Bản cách đó cũng không xa. Trên thực tế, nếu quân đội Mỹ cần hỗ trợ Đài Loan, hàng không mẫu hạm không phải là làn sóng phản công đầu tiên, và thứ hai, nó cơ bản thể hiện tính răng đe phi cơ của Hoa Kỳ một lần nữa tiến hành trinh sát đại lục, giám sát mọi hoạt động của quân đội Trung Cộng. Đây là động thái không thể tránh khỏi sau khi hàng không mẫu hạm trở về hải cảng Nhật Bản. Để duy trì cảnh cáo bất cứ lúc nào hoặc duy trì trạng thái mùa đông thông thường. Gần đây, theo South China Morning Post, Vương Tương Tuệ, một đại tá Trung Cộng đã nghỉ hưu cho biết trong một cuộc họp kín vào tháng trước rằng Hỏa tiễn Đông Phong do Trung Cộng phóng vào ngày 26 tháng 8, 2020 đã bắn trúng một tàu mục tiêu ở vùng biển phía nam của quần đảo Hoàng Sa. Ông ta nói rằng, đây là một lời cảnh cáo đối với Mỹ, yêu cầu họ không được có những hành động quân sự mạo hiểm nào. Đây là một thói quen có dục ý khác của quân đội Trung Cộng. Vào thời điểm đó thì quân đội Hoa Kỳ đã xác nhận rằng hỏa tiễn này đã đáp xuống vùng biển giữa đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa tàu mục tiêu không được đề cập và Trung Cộng cũng không đề cập đến vào thời điểm đó. Gần 3 tháng sau thì Trung Cộng bất ngờ lên tiếng rằng hỏa tiễn đã bắn trúng tàu mục tiêu, nhưng không có hình ảnh hoặc video nào để xác nhận. Trung Cộng muốn gửi tín hiệu thăm dò cho quân đội Hoa Kỳ và có khả năng là để kiểm tra phản ứng của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Miller. Điều mà Trung Cộng không ngờ là hàng không mẫu hạm của Mỹ thực sự đang di chuyển và hỏa tiễn đông phong của Trung Cộng lại một lần nữa trượt mất mục tiêu. Trung Cộng đã cố gắng phô trương cái gọi là kẻ giết người của mình một lần nữa, nhưng kết quả là bắn pháo xịt. Quân đội Hoa Kỳ đã công bố bức ảnh tàu USS Ronald Reagan trở lại hải cảng và lưu ý rằng tàu USS Ronald Reagan đã đi qua eo biển San Bernardino ở Philippines vào tháng 7. Đây rõ ràng cũng là một tuyến đường được thiết kế cho hỏa tiễn đông phong của Trung Cộng. Điều này cho thấy hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cũng có thể ra vào biển đông từ Philippines mà không cần phải đi qua eo biển Ba Sĩ như bình thường, và hỏa tiễn của Trung Cộng là vô dụng. Thực tế, vào hồi tháng 7 thì hàng không mẫu hạm của quân đội Hoa Kỳ cũng đã tập trận và ra vào Biển Đông từ Nam Ấn Độ Dương. Rủi ro ở eo biển Đài Loan đã giảm, nhưng sức nóng của Biển Đông vẫn chưa giảm. Nếu quân đội Hoa Kỳ đối phó với các cơ sở quân sự của Trung Cộng trên Biển Đông, hàng không mẫu hạm cũng không phải là lựa chọn đầu tiên. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2020, thì hai máy bay thả bom B1B của Hoa Kỳ đã đi vòng qua Biển Đông và thể hiện ý chí chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ. Phi cơ quân sự của Trung Cộng phải bay mất 10 tiếng đồng hồ mới tới Biển Đông, cho thấy rằng khả năng phòng không của Trung Cộng trên Biển Đông là ngoài tầm với của nó quân đội Mỹ đã sẵn sàng kế hoạch dự phòng sau khi hàng không mẫu hạm trở về hải cảng Nhật Bản. Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ thông báo ngày 12 tháng 11 năm 2020, các máy bay thả bom B-1B đặt tại Mỹ đã tiến hành cuộc huấn luyện tấn công tầm xa với máy bay thả bom B-1B đóng tại đảo Guam, thể hiện khả năng khai triển của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và trên thế giới. Vị chỉ huy tại chỗ tuyên bố rằng ông sẵn sàng trả lời điện thoại và ứng phó với bất kỳ cuộc xung đột nào trên toàn thế giới. Việc đào tạo như vậy có thể giúp phát triển các chiến lược xung đột cao cấp và đào tạo quy trình cho phi công. Mặc dù không tiết lộ thêm thông tin chi tiết, nhưng có thể hình dung rằng máy bay thả bom B-1B của Mỹ từ đất liền và B-1B từ Guam đã tiến hành một cuộc tập trận chung khác. Địa điểm cụ thể phải là gần biển Hòa Đông, eo biển Đài Loan và Biển Đông. Điều này một lần nữa cho thấy lực lượng không kích của Mỹ đã sẵn sàng chiến đấu. Khả năng hạ cánh xuống eo biển Đài Loan giảm dần, nhưng máy bay quân sự Trung Cộng vẫn tiếp tục quấy rối trên vùng trời Tây Nam Đài Loan. Việc máy bay quân sự Mỹ có tiếp tục xuất hiện ở khu vực này và đối đầu với máy bay quân sự Trung Cộng có thể tiết lộ thêm chiến lược mới của tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ.